Trả lời câu hỏi của phóng viên về nguyên nhân cá chết tại các tỉnh miền Trung thời gian qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Mai Tiến Dũng cho biết. Đến nay thì các nhà khoa học cũng đã xác định được nguyên nhân cá chết. Trước khi kết luận chính thức việc này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao các cơ quan chức năng mời tư vấn ở trong và ngoài nước để phản biện độc lập. Người phát ngôn Chính phủ cũng cho biết thêm, hiện Thủ tướng Chính phủ đang tiếp tục giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam khảo sát vùng biển an toàn để đánh bắt hải sản, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát tất cả các dự án có khả năng liên quan đến xả thải trên cả nước, phòng ngừa xử lý tất cả các tổ chức cá nhân vi phạm xả thải. Thủ tướng cũng quyết liệt triển khai các giải pháp đảm bảo môi trường kinh doanh, môi trường tự nhiên, nhất là đảm bảo môi trường biển được an toàn lâu dài.